Gì Đây, bữa nay là cho em ăn đơn giản thôi, không cần cầu kỳ. Đơn giản. Những món đồ ăn mà còn không ngày bố tủ lạnh không ăn còn bố tủ lạnh gì hầm lên. Kho. Vịt kho gừng. Thêm tô canh mì. Quá ngon. Đơn giản nhanh gọn lẹ. Ăn vậy mà em cũng còn mập quá ha. Ngon ngon. Mì Cái mỏ chủ quý gắt không? Cũng giọng như mỏ xích. không được luôn. Mình với cái bữa đi nha. Cái bữa đi làm cho mẹ một ngày ế bên người mẹ. Anh mình đây Ngon ha. Gạo vô, gạo cần chấm vô. Béo. Còn nó vô kinh nghiệm này, khoa thịt mua ốc xào con. Chế dùng hết sự châu.